khí Win S, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Louis Dreyfus và Nguyễn Tấn Hoài đã nhấn bàn đạp đưa nhau về so tài nước rút ở chặng 2 cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng HTV Tôn Đông Á. Nhưng vì sao cả hai lại lơi chân khi chỉ còn cách đích 300m? Các chân rút khác đã ở đâu? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Vua Nước Rút. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Để đảm bảo an toàn cho đoàn đua trên cung đường nhiều rủi ro, ban tổ chức đã quyết định thành tích chặng 2 không tính vào chung cuộc. Nhưng không vì vậy mà đường đua thiếu đi những đợt tấn công khi cờ caro được phất lên. Đã có những cuộc tấn công của một số tay đua ở phía trên, nhưng ở đằng sau thì đoàn đông vẫn đang hiệp lực để đi cùng với nhau, duy trì khoảng cách với top phía trên. Chúng ta vừa đang thấy với những hình ảnh như thế này là các vận động viên phải nói chinh phục lên với ngọn dốc độ cao hơn 10 độ. Có lẽ là đoạn dốc vừa rồi cũng đã giúp cho cuộc đua phân hóa ra được một số nhóm những tay đua có khả năng đi đều tốt, họ đang bước lên ở phía trên. Còn đây là hai vận động viên đang cố gắng để rượt vào với những các vận động viên nhóm đầu. Vận động viên người đang kéo ở phía trên đó là vận động viên Trần Thanh Nhanh của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh New Group. Nhóm tay đua ở trong top đầu của chặng đua này. Và vừa rồi thì Võ Minh Gia Bảo lại vừa thực hiện thêm một đợt tấn công mới. Đây là chặng đua mà Lê Nguyệt Minh vẫn sẽ tiếp tục được sự bảo vệ an toàn bởi các tay đua đồng đội của mình. Với các ứng viên danh hiệu, an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Nhưng khi cơ hội xuất hiện, Louis Dreyfus của Pipeline Đồng Nai đã nắm bắt để rút đi cùng top đầu. Top 1 này gồm có 6 vận động viên, trong đó có sự xuất hiện của tay đua rất mạnh, người đang thể hiện tham vọng cạnh tranh cho danh hiệu áo vàng chung cuộc của cúp hình năm 2021 này. Đó là tay đua Marcelo 41 Louis Dreyfus của ekip Pipeline Đồng Nai. Ba top đang được chia ra ở trên đường đua, với top đầu tiên gồm có 6 vận động viên, một top 2 khá đông và top 3 có tay đua mão trắng là Thái Ngọc Hải. Khi các đội liên tục tấn công hình thành top 1, tôi đã luôn đeo bám và thoát được sự kèm cặp của các tay đua mạnh. Vì vậy, tôi thấy mình có cơ hội thắng chặn. Nó có một cái tình huống là khi mà đổ đèo thì cái top đầu nó đứt ra. Thì nên là nói chung là sẵn một dịp đó thì Louis cũng tận dụng cái cơ hội đó và thoát đi ở top đầu. Trên lý thuyết, khả năng để 6 tay đua top đầu cùng đưa nhau về đích là hoàn toàn không khả thi. Bởi top sau chỉ cần có một đội ráp đội hình bắt vào thì kế hoạch của top đầu sẽ phá sản. Lấy 6 đấu với gần 100 là bất khả thi. Nhưng khi số tay đua ở top đầu tăng lên 17 là một câu chuyện khác. Và chúng ta hãy xem các tay đua ở top thứ 2 đang tăng tốc để đuổi theo. Một cuộc bắt top đang diễn ra. Nguyễn Tấn Hoài đang là người dẫn đầu top thứ 2 này để đuổi vào trong top đầu tiên. Và cuộc bắt top đã thành công với những nỗ lực của Nguyễn Tấn Hoài, của Võ Thanh An và của các đội đua thuộc ekip Quân khu 7 nữa. Từ góc quay này thì chúng ta thấy ở phía trên đầu của top 1 đang có những tay đua mặc áo đỏ, có lẽ là của đội tuyển trẻ Việt Nam, rồi tay đua của Dupa Gang Đồng Tháp và thêm một tay đua của Dược Đô Mách Đồng Tháp đang tăng tốc để tấn công. Còn ở phía sau thì Louis cũng đang bắt đầu tăng tốc. Nguyễn Tấn Hoài cũng đã tăng tốc để đuổi theo các vận động viên ở phía trước. Những nỗ lực để tấn công của các tay đua, rồi nỗ lực để đuổi bắt của những người ở phía sau đang tạo ra những diễn biến hết sức hấp dẫn. Một lần nữa chúng ta lại đang được thấy đã có rất nhiều khán giả có mặt ở hai bên đường để cổ vũ cho các vận động viên thi đấu. Nhưng nếu cả 17 tay đua top đầu cùng về đích, cơ hội nào cho Louis khi Đồng Tháp lợi quân hơn? Đó là lúc tay đua người Pháp thể hiện sự nhạy bén chiến thuật tuyệt vời của mình khi bước đi kéo theo Nguyễn Tấn Hoài.
Trước mắt những vận động viên này sẽ không còn 10km nữa là sẽ về đích. Chúng ta đang thấy thì tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã lên đồng lòng kéo với tay đua Louis. Và tốc độ mà những các vận viên này luôn tạo ra là hơn 45km/h. Đấu rất fair play và sòng phẳng giữa hai tay đua này. Họ đang thay nhau kéo trong khoảng từ 15 đến 20 giây để có thể tận dụng sức gió của nhau. Cho thấy đến thời điểm này thì huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt đã thi đấu bảo vệ cũng như là giữ nguồn chân cho các vận động viên của mình ở nhóm sau. Tốc độ mà các vận động viên, hai vận động viên này luôn được tạo ra là hơn 45km/h. Cho thấy những vòng dĩa 53 và tầng lip 15 là họ luôn sử dụng rất đều. Chúng ta đang thấy thì vẫn với tay đua Nguyễn Tấn Hoài đang cố gắng tạo nên tốc độ cao. Và vận động viên Louis đang đeo bám rất sát. 1km cuối cùng, Nguyễn Tấn Hoài thì vẫn luôn liên tục quan sát Louis Desjardins ở phía sau. Trong thế một đấu một, xét về nước rút, Louis hoàn toàn không phải đối thủ của Nguyễn Tấn Hoài. Nhưng xe đạp không chỉ xét thực lực mà còn phải tính đến vấn đề chiến thuật. Thôi, như vậy là hầu như tốc độ đang bị ghe trở lại. Hai vận động viên luôn canh với nhau. Rất hay. Họ đang ghim tốc độ nhau và hãy chờ xem, hãy chờ xem đó là bao tốc độ. 300m như vậy là Louis đang tấn công. Chúng ta hãy chờ xem, hãy chờ xem. Wow. Louis, như vậy là Louis Desjardins mới là người giành chiến thắng ở trận đua ngày hôm nay. Wow. Lần thứ hai liên tiếp Nguyễn Tấn Hoài chỉ có thể về nhì ở cuộc đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng đây sẽ là động lực để tay đua này tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa ở những trận đua tiếp theo. Hoài là tay đua rất mạnh nên tôi rất dè chừng, cố gắng đeo bám ở đoạn cuối để tích lũy thể lực. Chúng tôi canh nhau ở đoạn nước rút và tôi thắng nhờ ra chân trước một nhịp. Khỏe như Nguyễn Tấn Hoài là bị hơi chủ quan khi đưa nhóm này vào với 200m cuối là quá sâu. Vì chúng ta cũng được biết thì Nguyễn Tấn Hoài rút đường dài rất là tốt. Tuy nhiên với đoạn đường ngắn thì với lợi thế hơn mình cũng như là chủ động của mình thì tay đua Louis đã là người tấn công đầu tiên. Khi mà tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã bị chậm một nhịp, khi mà để vượt vào lại thì nó đã là về đích luôn rồi. Không có người không được trao cơ hội, chỉ có người bỏ lỡ cơ hội. Louis Desjardins đã tận dụng hoàn hảo cơ hội hiếm có để giành chiến thắng chặng đường trường đầu tiên tại cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sau 5 năm góp mặt ở cuộc đua giành giá nhất cả nước. Đó là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục và là phần thưởng xứng đáng cho tay đua người Pháp nổi tiếng với lối chơi cống hiến. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình.